Hỏa thần nhiệt áp TOS-1A Nga dội bão lửa, gieo ác mộng kinh hoàng cho binh sĩ Ukraine. Nhóm lực lượng Sen tuyên bố ngày 12 tháng 8 rằng các đơn vị của họ đã đẩy lùi 9 cuộc tấn công của Ukraine theo hướng Svatovo và Krasniliman. Lực lượng Kiev mất khoảng 50 binh sĩ, một xe chiến đấu bộ binh, một xe bọc thép và 2 xe bán tải. Nhóm này cho biết các bệ phóng tên lửa TOS-1A của nhóm cũng nhắm mục tiêu vào một trạm chỉ huy và quan sát, 2 điểm triển khai tạm thời và một thành trì của lực lượng Kiev gần Chervonaya Dibrova và rừng Serebryansky. Ở hướng Kupiansk, nhóm lực lượng Jarpat của Nga đã chiếm được 4 cứ điểm và 5 trạm quan sát từ lực lượng Kiev. Nhóm này cũng phá hủy một xe bọc thép Spartan do Anh sản xuất, một kho đạn và đẩy lùi một đại đội bộ binh thuộc Lữ đoàn Cơ giới riêng biệt 67 trên đường Mangkokka. Một cuộc tấn công khác của lực lượng Kiev cũng đã bị nhóm lực lượng Zapad đẩy lùi ở gần Novoseloskoye. Một trung đội bộ binh và một xe chiến đấu bộ binh đã bị phá hủy ở đó. Lực lượng pháo binh của nhóm cũng đã phá hủy 3 khẩu súng cối 120mm ở Novoseloskoye và Petropavlovka, cũng như một khẩu pháo kéo M777 do Mỹ sản xuất ở gần Kupiansk. Trong khi đó, nhóm lực lượng Duk tuyên bố các máy bay ném bom của họ đã thực hiện một loạt cuộc tấn công bằng bom dẫn đường UPAB-500 nhằm vào các điểm triển khai tạm thời của Lữ đoàn tấn công đường không riêng biệt số 3 của Ukraine ở gần Belaya Gora. Sở chỉ huy dã chiến và kho đạn cũng đã bị tấn công. Các máy bay chiến đấu của nhóm cũng đã tấn công điểm triển khai quân tạm thời của Lữ đoàn Cơ giới riêng biệt số 24 ở Dezhantin, sở chỉ huy và quan sát của tiểu đoàn 3 thuộc Lữ đoàn tấn công đường không riêng biệt số 79 ở gần Krasnogorovka. Bên cạnh đó, nhiều cuộc không kích cũng nhằm vào lực lượng Kiev ở các hướng Lysychansk, Soledaro-Atomovsky và Mariinsky. Ngoài ra, pháo của nhóm lực lượng Duk đã phá hủy một khẩu súng phòng không ZU-23 và súng SPG-9 ở gần VMK Peskoe, một số xe bán tải ở Verkhne-Kaminski, Krasny, Dejuba và Lostokino. Các cuộc tấn công bằng pháo binh cũng đã phá hủy một khẩu lựu pháo D-30 ở VMK, một khẩu lựu pháo MSTAB và Konstantinovka, một khẩu lựu pháo D-20 gần Oshchoy và một khẩu lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất ở Nikolayevka. Bên cạnh đó, các hệ thống Tornado S của nhóm đã thực hiện một loạt cuộc tấn công vào các điểm tập trung nhân lực và thiết bị ở Selidovo. Một số cuộc tập kết khác của lực lượng Ukraine ở gần Kleshchivka và Maloylinovka cũng đã nhắm mục tiêu bằng hệ thống phóng TOS-1A. Tên lửa Kinzhan Nga tấn công sân bay để loại bỏ phi công chiến đấu Ukraine. CNN cho biết không quân Ukraine tuyên bố hôm 11 tháng 8 cáo buộc Nga đã phóng tên lửa siêu vượt âm Kinzhan tiên tiến vào các phi công Ukraine, những người sẽ sớm tham gia khóa huấn luyện trên máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất. Các quan chức quân sự cho biết một trong 4 tên lửa Kinzhan của Nga, còn được gọi là KH-47, đã bị bắn hạ. 3 tên lửa khác đã tấn công gần các sân bay quân sự của Ukraine, vốn là mục tiêu của Nga trong vài tháng. Người phát ngôn không quân Yuri Inat nói với truyền hình Ukraine. Trong khi sân bay Starokostiantiniv ở miền Tây Ukraine là mục tiêu thường xuyên nhất, thì cuộc tấn công vào sáng sớm 11 tháng 8 đã nhắm vào sân bay Kolomia, cũng nằm ở miền đông Ukraine, thuộc vùng Ivano-Frankivsk. Ông Inat nói, lần này các phi công trẻ của chúng tôi là mục tiêu. CNN không thể xác minh bất kỳ tuyên bố chiến trường nào. Bộ Quốc phòng Nga cập nhật thiệt hại của Ukraine. Báo cáo chiến sự mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kể từ hôm 24 tháng 2 năm 2022 tới ngày 10 tháng 8, Nga đã phá hủy của Ukraine tổng cộng 458 máy bay, 245 trực thăng, 5.638 UAV, 428 hệ thống tên lửa phòng không, 11.216 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.144 pháo phản lực phóng loạt, 5.837 khẩu pháo và súng cối, cũng như 12.165 phương tiện cơ giới quân sự đặc chủng. Phía Ukraine thì không bình luận về các thống kê mà Bộ Quốc phòng Nga công bố. Lính bộ binh Ukraine hoảng loạn, cố tấn công quân Nga, vô tình mắc phải bẫy mìn do mình giăng ra. Tờ báo dẫn lời người lính Nga có bí danh là Buka từ tiểu đoàn súng trường số 2 Dmitry Donskoy nói với Sputnik. Chỉ vài ngày trước, lực lượng Ukraine đã có một nỗ lực khác nhằm phát động một cuộc tấn công theo hướng Ukleda. Một nhóm bộ binh được 3 đơn vị thiết bị hạng nặng yểm trợ đã cố gắng tiến lên. Nhưng nỗ lực đó của họ đã không thành công vì họ không thể tiến tới vị trí của chúng tôi. Thay vào đó, họ đã vô tình kích nổ các mỏ của riêng họ. Nguồn tin cho biết, ngoài ra hệ thống phóng tên lửa đa nòng MLRS của chúng tôi đã nhanh chóng đáp trả bằng các cuộc không kích bổ sung, một lần nữa ngăn chặn cuộc tấn công của họ. Người lính Buka nhấn mạnh thêm rằng các lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng liên tục tiến hành các cuộc tấn công vào các vị trí của Nga, nhưng mà không có kết quả. Thứ Năm tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo về việc loại bỏ nhiều binh lính và thiết bị Ukraine ở khu vực Ukleda và Makarovka. Ngày 28 tháng 7, bên lề hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi lần thứ 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhắc đến về việc tăng cường hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine trong khu vực hoạt động đặc biệt và nhấn mạnh rằng các lực lượng Nga đã ngăn chặn thành công các nỗ lực phản công và đẩy lùi quân đội Ukraine gây thiệt hại nặng nề cho họ. Cuộc phản công chính của Kiev hiện tập trung vào vùng Zaporizhia. Chỉ trong một ngày phản công, Ukraine đã mất 39 thiết bị quân sự, bao gồm 26 xe tăng và hơn 200 người trong các trận chiến trong khu vực. Theo phía Nga, bất chấp nhiều sự cường điệu, cuộc phản công của Ukraine bắt đầu vào tháng 6 đã không đạt được bất kỳ mục tiêu có ý nghĩa nào và dẫn đến tổn thất đáng kể về binh lính và thiết bị. Quân Ukraine ồ ạt tiến gần Bakhmut. Theo ISW, báo cáo của Viện lưu ý rằng quân đội Ukraine cho biết họ đang thúc đẩy các hoạt động phản công ở sườn phía Bắc và phía Nam của Bakhmut, và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malia tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine đang di chuyển về phía Nam Bakhmut. ISW lưu ý rằng một blogger quân sự người Nga cho biết ngày 28 tháng 7 rằng các lực lượng Ukraine đã tiến gần các khu định cư Kudiumivka và Andriivka. Các blog quân sự Nga cũng tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine đang duy trì các cuộc tấn công trên bộ dọc biên giới các tỉnh Donetsk và Zaporizhia, gần các khu định cư Staromaiorske, cách làng Velyka Novosilka 9 km về phía nam, và Urozhaine, cách Velyka Novosilka 9 km về phía nam. Và một số blogger quân sự thừa nhận rằng các lực lượng Ukraine đã chiếm được Staromaiorskoye, báo cáo cho biết. ISW chỉ ra rằng một nguồn tin Ukraine cho biết quân đội Ukraine đã tiến tới khoảng cách từ 10 đến 12 km so với tuyến phòng thủ chính của Nga ở mặt trận Berdyansk. Trong khi đó, các nhà phân tích của Viện nhấn mạnh rằng các blogger ủng hộ chiến tranh Nga tuyên bố rằng quân đội Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công trên bộ của Ukraine gần các khu định cư Robotino, cách thị trấn Orikhiv 10 km về phía nam, Verbove, cách Orikhiv 17 km về phía đông nam, và Piatikhatki, 25 km về phía tây nam của Orikhiv, ở phía tây của Zaporizhia Oblast. Bộ Quốc phòng Nga thông báo một tên lửa đã tấn công thành phố cảng tây nam Taganrog hôm thứ Sáu ngày 28 tháng 7, gọi vụ việc là một cuộc tấn công khủng bố của Ukraine. Trung tâm thành phố đã xảy ra một vụ nổ lớn hôm thứ Sáu ngày 28 tháng 7, với ít nhất là 15 người bị thương, theo chính quyền địa phương. Lực lượng Ukraine đã sử dụng một tên lửa tái sử dụng từ hệ thống phòng không S-200 thời Liên Xô để nhắm vào thành phố, quân đội cho biết. Tên lửa đã bị lực lượng Nga đánh chặn, nhưng các mảnh vỡ cuối cùng lại rơi xuống thành phố, làm hỏng một số tòa nhà và khiến 14 người bị thương vừa phải. Theo thống đốc Gobulev, quân đội Nga đã đánh chặn một tên lửa khác ở quận Azov thuộc vùng Rostov. Cư dân địa phương đã đăng những bức ảnh cho thấy hoạt động của hệ thống phòng không. Những vệt khói từ các vụ phóng có thể nhìn thấy trên bầu trời phía trên các tòa nhà dân cư. Tiết lộ chiến thuật giúp Ukraine qua mặt vũ khí sát thủ vô hình của Nga. Viện Russia của Anh cho hay, trong giai đoạn đầu chiến sự, Nga đã thể hiện uy lực của năng lực tác chiến điện tử EVK khi dòng vũ khí không tiếng súng này được xem là đã phá hủy phần lớn kho UAV của Ukraine. Tuy nhiên, theo Fox, Ukraine đã tìm được một số phương án có thể tạm thời khắc chế được các tổ hợp EVK của Nga, ví dụ như là thay đổi tọa độ UAV, lọc tần số gây nhiễu. Về mặt bản chất, các UAV của Ukraine trong giai đoạn đầu chiến sự thường hoạt động bằng tần số vô tuyến có sẵn, khiến chúng trở nên dễ bị tổn thương khi mà bị EVK đánh chặn. Gây nhiễu luôn là một vấn đề đối với các nền quân đội khi họ sử dụng các UAV giá rẻ trong chiến sự. Bộ điều khiển của các UAV này hoạt động trên các giải tần đã biết trước. Tất cả những gì thiết bị gây nhiễu cần làm là truyền đủ nhiễu vô tuyến trên cùng tần số với bộ điều khiển UAV để cắt đứt liên lạc giữa hai thành phần. Nga đã sử dụng các thiết bị gây nhiễu mạnh mẽ ngăn UAV Ukraine tấn công vào hệ thống pháo hay là thả lựu đạn vào chiến hào. Báo cáo của Russia hồi tháng 5 nói rằng Ukraine có thể mất trung bình 10.000 UAV mỗi tháng vì nỗ lực gây nhiễu của Nga. Các thiết bị tác chiến điện tử của Moscow thậm chí còn đánh chặn được cả HIMARS, bom thông minh GDAM, đạn dẫn đường Excalibur của phương Tây. Tuy nhiên, theo Fox, diễn biến trong vài tuần qua cho thấy Ukraine dường như đã tìm ra cách để ứng phó với những vũ khí sát thủ vô hình của Nga. Các UAV của Ukraine đã hoạt động tích cực hơn như tấn công tự sát các hệ thống hỏa lực, xe tăng, thiết giáp của Nga. Câu hỏi đặt ra là Ukraine đã làm như thế nào để đối phó với năng lực EW từ Moscow. Theo Fox, chỉ huy đơn vị UAV Terra của Ukraine, Mykola Volokhov, dường như đã úp mở về việc Ukraine đã biết cách bắt bài tác chiến điện tử của Nga. Ông nói, chúng tôi từng gặp vấn đề về liên lạc. Trong một thời gian dài, đối phương đã áp đảo chúng tôi. Ở Kherson, UAV Ukraine có thể bay được 8 km. Nhưng tại Bakhmut thì con số này chỉ là 4 km và thậm chí có lúc giảm xuống 2 km. Quân nhân Ukraine từ chối tiết lộ chi tiết để làm tránh lộ bí mật quân sự đang mang lại lợi thế. Ông chỉ nói, tuy nhiên chúng tôi đã biết cách vượt qua vấn đề này. Theo các chuyên gia, các binh sĩ vận hành UAV của Ukraine có thể đã tìm ra cách thay đổi các thông số trên vũ khí nhằm đối phó với công cụ định vị UAV của Nga. Kiev đã chế tạo ra một hộp đen có tên là Olga, có thể cắm vào cổng USB của UAV và tự động thực hiện các thay đổi cần thiết về mặt thông số của vũ khí. Olga có thể ngăn UAV truyền dữ liệu chính xác về tọa độ của vũ khí và của người vận hành, ngăn Nga phát hiện ra thiết bị. Ngoài ra, theo Fox, để đối phó với thiết bị gây nhiễu của Nga, Ukraine có thể sử dụng một số anten để tạo ra thiết bị thu có thể sàng lọc tín hiệu gây nhiễu từ tổ hợp tác chiến điện tử của Nga. Với bộ lọc này, các thiết bị điều khiển UAV của Ukraine có thể loại bỏ những nỗ lực đánh chặn bằng EW của Nga. Sau đó, bộ thu thông minh có thể chuyển đổi tần số để tìm ra luồng tín hiệu không bị can thiệp. Nhận định về chiến thuật của Ukraine, chuyên gia Thomas Whittington cảnh báo, dù những cách làm này có thể hiệu quả, nhưng dường như sẽ khó áp dụng lâu dài. Theo ông, EW thực chất là một cuộc chạy đua về công nghệ. Một bên tìm được cách áp chế, bên kia sẽ tìm cách vô hiệu hóa biện pháp đó. Ông Whittington mô tả, điều này giống như trò chơi mèo vờn chuột. Bên cạnh đó, một cách để vô hiệu các tổ hợp EW của Nga mà Ukraine đã làm là dùng UAV gắn thuốc nổ hoặc đạn pháo để tấn công vô hiệu hệ thống khí tài gây nhiễu của Nga. Các hình ảnh trên chiến trường cho thấy Nga đã mất một số tổ hợp EW hiện đại, hiếm gặp trong chiến sự những tháng qua. Cháy dữ dội tại nhà kho gần dinh thự của ông Putin, nổ lớn, rung chuyển Kiev. Cơ quan khẩn cấp Nga cho biết một hỏa hoạn lớn chưa rõ nguyên nhân vừa xảy ra tại một nhà kho cách dinh thự của Tổng thống Putin ở Novo-Ogariovo chỉ 6,5 km. Trong khi đó, có nhiều báo cáo về các vụ nổ dữ dội làm rung chuyển Kiev sau khi cảnh báo không kích được phát trên toàn quốc. Theo hãng tin TASS, vụ cháy lớn xảy ra tại một nhà kho ở Odinsovo, phía tây thủ đô Moscow vào khoảng nửa đêm mùng 10 tháng 8, tức rạng sáng ngày 11 tháng 8. Diện tích đám cháy lên tới 2.000 m². Odinsovo là một thành phố ở phía tây Moscow, nằm giữa dinh thự chính thức của Tổng thống Vladimir Putin và sân bay Vnukovo. Chưa rõ nguyên nhân đám cháy bùng phát như thế nào trong nhà kho, vốn chỉ cách dinh thự Tổng thống của ông Putin ở Novo-Ogariovo 6,5 km. Hiện lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy và đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc. Nga trước đó đã chứng kiến hai cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine ở gần Moscow trong tuần này. Máy bay không người lái đến từ hướng Tây và Nam đã bị hệ thống phòng không của Nga bắn hạ gần Moscow. Trong khi đó, một số vụ nổ đã được nghe thấy ở thủ đô Kiev của Ukraine hôm thứ Sáu ngày 11 tháng 8, sau khi nhà chức trách phát cảnh báo không kích trên toàn quốc. Các nhân chứng của Reuters cho biết, thị trưởng Vitali Klitschko đã yêu cầu người dân ở trong những nơi trú ẩn tránh bom. Các quan chức thành phố Kiev cho biết, lực lượng phòng không Ukraine đang tiến hành các biện pháp phòng thủ. Lực lượng không quân Ukraine báo cáo rằng Nga đã phóng tên lửa siêu thanh vào khu vực Kiev. Ông Klitschko viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Nổ lớn trong thành phố, ở yên trong nơi trú ẩn. Ông cho biết các mảnh vỡ của một tên lửa bị bắn rơi đã rơi xuống khuôn viên của một bệnh viện nhi đồng trong thành phố, nhưng không có thương tích hay là thiệt hại nào. Các nhà báo của Reuters ở thủ đô Kiev cũng có thể nghe thấy tiếng nổ, nhưng lại không thể xác minh ngay vị trí chính xác nơi nó tác động. Đài truyền hình quốc gia Suspine đưa tin về các vụ nổ ở khu vực Trung cũng như Tây Vinnytsia và Khmelnytsky. Một quan chức ở Khmelnytsky cho biết lực lượng phòng không trong khu vực đang hoạt động. Tổng thống Ukraine bất ngờ trảm hàng loạt nhân sự. Newsweek đưa tin Tổng thống Zelensky ngày 12 tháng 8 thông báo cách chức tất cả những người đứng đầu các cơ quan tuyển quân ở những khu vực trên khắp Ukraine. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang mở cuộc điều tra liên quan tới nghi vấn tham nhũng trong quá trình tuyển lực lượng cho quân đội nước này. Đã có khoảng 112 vụ án hình sự chống lại các quan chức địa phương sau khi Ukraine tiến hành điều tra. Ông Zelensky phát biểu sau khi tổ chức một cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia. Hệ thống này nên được điều hành bởi những người biết chính xác chiến sự là gì và tại sao sự bất tín và hành động hối lộ trong chiến sự là hành vi phản quốc. Theo nhà lãnh đạo, một cuộc điều tra liên quan tới các cơ quan tuyển dụng cho thấy dấu hiệu của hành vi lạm dụng chức quyền, làm giàu bất hợp pháp và đưa những người đủ điều kiện nhập ngũ vượt biên bất chấp lệnh cấm thời chiến. Ông tuyên bố, những người lính đã chiến đấu trên mặt trận hoặc những người không tham gia chiến đấu nữa vì mất sức khỏe, mất chân tay, nhưng vẫn giữ được phẩm giá là những người có thể được giao phó công việc phụ trách tuyển quân. Ông Zelensky cho biết Tổng tư lệnh Valery Zaluzhny sẽ là người thực thi quyết định sa thải hàng loạt. Trước khi Ukraine bổ nhiệm những lãnh đạo mới của các trung tâm tuyển dụng địa phương, cơ quan an ninh Ukraine sẽ có các cuộc kiểm tra tư cách thành viên. Ngoài đối phó với Nga trên chiến trường, Ukraine cũng coi nỗ lực chống tham nhũng là ưu tiên hàng đầu khi Kiev mong muốn có thể được kết nạp vào Liên minh châu Âu-EU. Theo Reuters, Ukraine đã phải đối mặt với những thách thức liên quan tới hoạt động tuyển quân khi cuộc chiến với Nga kéo dài gần 18 tháng. Trước đó, Ukrainska Pravda dẫn nguồn thạo tin trong chính phủ Ukraine cho hay, Tổng thống Zelensky có thể đang tìm kiếm gương mặt sẽ thay ông Oleksiy Reznikov đảm nhận chức Bộ trưởng Quốc phòng. Theo nguồn tin, dường như đang có ít nhất là 2 ứng viên cho vị trí này. Theo Guardian, Bộ Quốc phòng Ukraine thời gian qua vướng vào những bê bối liên quan tới hoạt động chi ngân sách mua đồ tiếp viện cho binh sĩ ngoài tiền tuyến cao hơn so với giá thị trường, cũng như một số vụ điều tra nghi vấn tham nhũng. Trong thời gian qua, Ukraine đã nỗ lực nộp đơn xin vào Liên minh châu Âu-EU. Trong khi đó, phía EU đưa ra điều kiện tiên quyết để Kiev có thể vào khối, đó là Ukraine phải thực hiện hiệu quả nỗ lực chống tham nhũng. Vì vậy, Ukraine đã tăng cường cuộc chiến chống tham nhũng và thực hiện các chiến dịch thanh lọc bộ máy. Hồi đầu năm, chính phủ Ukraine đã thông báo cách chức hàng loạt quan chức cao cấp với cáo buộc tham nhũng, bao gồm 4 thứ trưởng cùng với 5 người đứng đầu chính quyền quân quản của nước này. Ngày 5 tháng 8, Tổng thống Ukraine Zelensky cam kết nước này sẽ có một đợt làm sạch thể chế. Ông Zelensky nhấn mạnh, tuần tới chúng tôi sẽ tiếp tục công việc thanh lọc các thể chế nhà nước khỏi những kẻ đã cố níu kéo từ quá khứ, tất cả những thói quen cũ, những kế hoạch cũ đã làm suy yếu Ukraine trong một thời gian rất dài, trong nhiều thập niên. Lưới lửa phòng không mạnh nhất thế giới đang bảo vệ thủ đô Kiev. Một sĩ quan chỉ huy mang quân hàm đại tá của lực lượng vũ trang Ukraine trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ The Times đã nói rằng thủ đô Kiev đang được bảo vệ bởi lưới lửa phòng không mạnh nhất thế giới. Nguồn tin cho biết, hiện tại xung quanh khu vực thủ đô Kiev có một lưới lửa phòng không mạnh nhất thế giới, được cấu thành từ các tổ hợp Patriot của Mỹ, NASAM của Na Uy, Ariste của Đức, Krontail của Pháp và cả S-300 từ thời Liên Xô. Những hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp cho Ukraine đóng vai trò quyết định trong việc bảo vệ bầu trời Kiev, khi tính năng kỹ chiến thuật của chúng được đánh giá ở mức rất cao so với vũ khí chế tạo từ thời Liên Xô. Tuy nhiên, vị đại tá quân đội Ukraine nói rằng tất cả các hệ thống tên lửa phòng không mà ông vừa đề cập ở trên đang gặp phải tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng. Theo nhận xét, phương Tây đã không lên kế hoạch tốt và không dự tính được hoàn toàn những gì có thể xảy ra. Nếu đánh giá chính xác tình hình, sẽ không có vấn đề gì xảy ra đối với nguồn cung cấp đạn dược. Người đối ngoại của tờ The Times dự đoán, bạn không thể lên kế hoạch cho một cuộc chiến khi chỉ sản xuất 150 đến 160 tên lửa đánh chặn dành cho tổ hợp Patriot hàng năm. Chúng tôi sẽ sử dụng số lượng này chỉ trong vòng một tháng. Nếu chúng ta đợi đến mùa thu, vào khoảng giữa tháng 10, có nguy cơ xảy ra những cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng một lần nữa. Chắc chắn mùa đông năm nay sẽ còn khó khăn hơn năm ngoái. Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, để đối phó tốt hơn những cuộc tập kích tên lửa, họ cần thêm nhiều hệ thống phòng không tối tân khác để có thể đánh chặn đa dạng các loại mục tiêu. Hiện tại, các tổ hợp phòng không của Ukraine có năng lực rất tốt khi được sử dụng để tiêu diệt tên lửa đạn đạo cũng như tên lửa hành trình. Xác suất trúng đích của chúng, theo nhận xét, đạt mức gần 100%. Mặc dù vậy, khi gặp phải những phương tiện tấn công tương đối rẻ tiền, chẳng hạn như là máy bay không người lái cảm tử Shahid-136, thì những hệ thống Patriot, NASAM hay là Ariste không phải lựa chọn tối ưu. Việc sử dụng những quả tên lửa đánh chặn trị giá nhiều triệu đô la Mỹ để tiêu diệt mục tiêu bay có giá thành chỉ vài chục ngàn đô, rõ ràng là quá lãng phí và không thể duy trì cơ số đạn cần thiết nhằm chiến đấu lâu dài. Để khắc phục tình trạng này, Ukraine đang yêu cầu đối tác viện trợ đạn dược cho những tổ hợp phòng không thế hệ cũ vốn có giá thành rẻ hơn rất nhiều để đặc trị những phương tiện tấn công rẻ tiền như UAV cảm tử Shahid-136. Bên cạnh đó, việc bổ sung những tổ hợp pháo cao xạ tự hành cũng là rất cần thiết, đặc biệt khi mà ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine có thể tự chủ đạn cho chúng, bởi hoạt động sản xuất đã được nối lại. Khi kết hợp những tổ hợp vũ khí nói trên lại với nhau, lực lượng phòng không bảo vệ Kiev có thể đánh bại cuộc tập kích ồ ạt bằng chiến thuật tung UAV cảm tử đi trước dọn đường, rồi tên lửa hành trình và đạn đạo nối tiếp để ra đòn quyết định.